Hi, xin chào các bạn, chúng ta lại đến với phần 3 của việc tắm cho các bé thú cưng nghe. Tiếp theo chúng ta sẽ tắm cho các bé mẹ. Sửa ngọt. Yêu sao? Hey. Mặc quá rồi. Rồi đi cái nào mới tắm cho nó được rồi. Đợi mình xíu nhé. Vâng. Do anh đến lấy hàng nên chúng ta lại tiếp tục tắm được cái bé rồi. Cái gì? Không phải làm gì.
mà nãy giờ là chúng ta đã hoàn thành việc tắm cho các bé nha. Các bạn đợi xíu để mình lau khô cho các bé rồi sấy lông rồi sẽ quay clip cho các bé đẹp trở lại như thế nào nha. Phần mà tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái việc lau khô cho từng bé nha các bạn. Sau khi mang bé khi to khi vô trong kia thì sẽ làm từng bé một đứa thôi, giống từng đứa một. Đây là đây con đâu rồi, cho cái lau khô sau khi nãy giờ cho nó vũ nước. Bao qua đây rồi. Nó la giữa bút đồ, nó khóc sóc nè, lông nó sẽ rất là dài phân nữa. Chồng sau khi tắm nhìn nó lông nó bung lên nhìn đẹp lắm các chân lục à, chân cao cúc rồi. Giờ đi
Đứa con đâu rồi ta? Các bạn chờ lát hồi mình sẽ trả lòng cho cô bé nhé.